Xin chào toàn thể anh em trên cộng đồng nha. Ngày hôm nay cũng là ngày đầu năm mới, mình xin được chúc cho toàn thể anh em có một năm mới thành công và gặt hái được nhiều may mắn trong năm mới. Bây giờ mình sẽ bắt đầu làm một bài so sánh về những hình thức mà mình đang làm, đang rất là thịnh hành và mình đã làm rất lâu, rất nhiều nên có thể so sánh kỹ cho các bạn về những điều này. Và mình cũng làm bài này để gửi cho một số bạn đã học viên cũ và cũng là những người mới, một vài bạn hỏi trên cộng đồng và nhắn tin qua Zalo và Facebook. Thì bây giờ nhân tiện đây mình sẽ làm một bài luôn. Đấy. Thì nếu có gì không đúng hoặc là kiến thức hạn hẹp, xin mong mọi người bỏ qua cho với những gì mình đã biết và đã làm thôi nhá. Thì ở đây chúng ta có bốn hình thức in rất là rõ ràng và rất là được chuộng trong những thời gian gần đây. Đấy. Thì từ trước đến giờ thì tôi cũng bắt nguồn được 9 năm trời, thì tôi đã bắt nguồn bằng theo thứ tự của nó là 1, 2, 3 và 4. Thì rõ ràng cái thằng in lùn nó đã tồn tại từ rất lâu, từ thời cha ông chúng ta để lại rồi, đúng không ạ? Thì nó đã hình thành đầu tiên. Thì đây là những cái năm tháng mà nó bắt đầu đấy. Còn hình thức in chuyển nhiệt nó nở rộ từ khoảng 2013 trở đi, đúng không? 2013 đến 2016 thì nó rất là nở rộ. Thì Descartes thì là 16-17, đúng không ạ? 16-17 và 18. Thì 16 thậm chí nó cũng là chưa có, rất là ít các bạn ạ. Tôi nói thẳng là rất ít. Tôi đang nói cái giai đoạn đó là nó chuộng thịnh hành và nhiều người sử dụng, đúng không ạ? Chuộng thịnh hành và nhiều người sử dụng, chứ không phải là những cái hình thức này thì những công ty lớn họ đã làm từ lâu đời rồi, đúng không ạ? Nhưng mà chuộng đấy. Và 19 thì nó là cũng đã bắt đầu ít dần rồi đấy. Thì nó cũng có những giai đoạn như này. Như vậy thằng Pet nó ra đời, nó bắt đầu tất nhiên là 2018 rất là nhiều người làm rồi, nhưng mà khi mà cái dòng máy Pet, những cái sự tiện lợi của nó ra đời, và khi mà người ta so sánh được giữa cái bài toán về chi phí, cái điều kiện của xưởng và cái độ đẹp, độ bền, thì nó đã bắt đầu từ khoảng 2019 đến 2020, tức là năm này, năm vừa rồi, và năm nay là năm 2021, và thậm chí năm 2022 nó vẫn đang là một cái xu hướng thịnh hành. Và chúng ta không biết được là 2023, 2024, 2025 nó có còn thịnh hay không, hay là có những hình thức in khác. Thì mặc dù nó tồn tại sau, nhưng hiện tại nó đã có một cái cuộc đua rất tốt, rất là tuyệt vời đấy. Kể cả cái thằng mà in, cái dòng mà thằng in trực tiếp lên áo ấy, các bạn có nhiều cái con máy chế hoặc là những cái con in trực tiếp chế từ dòng Epson hoặc là những cái dòng mà DTG gì đấy, rất là nhiều. Thì mặc dù nó đã tồn tại có trước, nhưng mà nó không thể chen chân được vào thị trường, bởi vì bài toán về chi phí, về điều kiện xưởng, về đồ đẹp, đồ bền, đó là chưa nói về chi phí đầu tư khác, đúng không ạ? Thì đó là nó đã bị đẩy lùi đấy. Và bây giờ chúng ta đang là thịnh hành và nó vẫn đang là top 1, đó là cái thằng Pet này đấy. Và vì sao nó đang là tốt thì chúng ta sẽ làm bài toán như sau. Đó, bài toán về cái này. Đó, bài toán về những cái này. Đó, nếu như các bạn có thời gian thì có thể nên suy nghĩ thêm về cái sự đa nhiệm. Đó, đa nhiệm có nghĩa là gì? Đa nhiệm nó là cái đa năng, đúng không ạ? Đa năng của một cái dòng sản phẩm bất cứ để mà mình so sánh. Đầu tiên chúng ta nói về cái chi phí. Thì ở đây chi phí đó chính là chi phí sản xuất. Thì tôi không cần biết đó là các bạn tự sản xuất hay là các bạn nhập. Thì đã nhập thì tính cả luôn đi. Đấy. Các bạn tính luôn, kể cả những bạn đại lý nhỏ, đại lý lớn, đại lý bé, đại lý trung, hay là những nhà đồng phục, cung cấp đồng phục nhỏ lẻ. Thì các bạn cũng phải tính vào, phải đưa cái danh mục này để vào, để các bạn có thể so sánh. Chứ không thể nào các bạn so sánh được, bởi vì cái in lùa và in truyền nhiệt các bạn có thể tự làm, nhưng cái đề can và pet các bạn chưa thể làm, thì các bạn không thể so sánh được về chi phí sản xuất được. Bởi vì cái này, hai cái này các bạn nhập,
hai cái này các bạn tự sản xuất thì chi phí gia thành nó rẻ đấy. Bạn nhập vào 10-20 ngàn mà bạn so sánh thằng chi phí sản xuất chỉ có 10 ngàn thôi thì đâu có đúng đâu. Phải tính là cái chi phí mà các bạn sẽ phải bỏ ra để có một sản phẩm từ những cái này đấy. Như vậy thì chi phí ở đây thì tôi sẽ ở đây bài này rất phù hợp cho những người làm trung, những người làm nhỏ lẻ, những người làm chưa có đủ điều kiện để làm đề can đấy hoặc test đấy. Còn nếu như các bạn chế những cái con máy mà để in đề can test tách rời ra, không có máy liền khối hoặc là không có máy làm nhỏ lẻ, tức là máy nó đa chức năng đấy, thì rất là khó để so sánh nữa đấy. Đấy thì tôi chỉ nói là các bạn chế nhập ở một nhà đơn vị cung cấp nào đấy với một giá thành trung bình trên thị trường đấy, chúng ta sẽ so sánh cái chi phí trung bình hay trên thị trường có thể đáp ứng được thôi, còn so sánh kỹ thì thôi thua, so sánh kỹ thì là thua nha. Bây đầu tiên ta sẽ nói về in lụa rất là rẻ, mắc về cái công thôi, nhưng nó rẻ ở cái điều kiện đó là nếu các bạn in số lượng lớn thì nó là rẻ, còn nếu số lượng ít các bạn làm đồng phục, ví dụ các bạn làm đồng phục cho quán công ty, những cái dòng nhỏ những quán cà phê đấy, rất là khó để mà làm nó đấy, không đơn giản đâu. Tôi sẽ so sánh về bài toán nhiều màu với bạn sau đấy. Về cái này số lượng lớn thì ok, còn số lượng nhỏ ít thì rất là khó nha, rất là khó. Còn về in chuyển nhiệt thì nó gần như là rất là rẻ luôn đấy. Chuyển nhiệt thì các bạn phải chia ra, các bạn phải chia mình, đó là chuyển nhiệt đó là in hình nhỏ, ví dụ như đầu tên số đã bay, những cái hình lớn nhỏ có A3, A4, A3 thì nó chúng ta phải chia ra như thế thì nó rẻ. Đấy. Còn ví dụ các bạn có lớn như là A1 và A0 thì nó cũng là rẻ luôn. Nhưng mà nhân lên theo cái kích thước này thì các bạn thấy đắt thôi. Nhưng mà cái hình in truyền nhiệt này mình thấy nó rất là tuyệt vời, nó rất là rẻ. Chỉ có thua kém ở chỗ là gì? Nó chỉ thua ở cái độ đẹp thì không nói. Đẹp thì nó cũng đẹp mà, đúng không ạ? Độ bền thì cực kỳ bền. Đấy, điều kiện sửa cũng khá là dễ để đầu tư một cái dòng máy nhỏ. Đấy, nhưng mà máy to thì cũng hơi bị căng đấy. Các bạn đầu tư cũng nhỏ lẻ, ví dụ mình đầu tư dòng nhỏ, ví dụ khổ A1 đi. A1 nha. A1 thì các bạn nhẹ nhàng nha, nhẹ nhàng tôi chỉ tính. Ví dụ một con này Epson và một cái máy ép thì nó cũng khoảng 120 triệu rồi. Cả lắp đặt rồi cả nồi hơi, bơm hơi, nói chung là theo mình hay là các bạn làm dòng mực dầu thì nó cũng khoảng độ là 130-130 triệu, đó là nhỏ đấy. Còn mà đầu tư lớn bằng kiểu dạng ép băng truyền, ép kiểu dạng ép cuộn thì chắc là phải 400 triệu mới đủ cả bộ đấy. 400 triệu thật sự đấy, nếu như bạn mua ở những công ty có tiếng một chút đấy, ví dụ như Sao Băng nhà hàng hoặc là những nhiều đơn vị khác nữa thì nó cũng là tầm, nó không rẻ hơn đâu. Tôi đã tham khảo rồi đấy, thì tùy, nhưng mà thằng này là cũng rẻ luôn nhé đấy. Còn hai thằng này là tính ra là cao, chi phí là cao đấy, nhưng mà còn tùy vào cái linh động của chúng ta giữa cái số lượng đấy. Muốn so sánh tất cả những dòng này nó phải chi phí thì nó phải, nếu mà so chi phí thì phải là so về số lượng này, cái độ khó của hình này, đúng không ạ? Đó, với cái sự đa nhiệm của nó đấy, đa nhiệm nó có phù hợp hay không đấy. Ví dụ các bạn in cái này đâu có in được cho dòng đề, những cái dòng 100% cô tông hoặc là những cái dòng cá sấu cao cấp thì nó đâu có in được, nó không thể chuyển nhiệt lên được đấy. Chẳng lẽ là in su hay là in thương lạnh, đúng không ạ? Đấy thì hai thằng này nói về chi phí là cao nhất, thằng này sẽ xếp đầu tiên đề can
sau đó đến pet, đến chuyển nhiệt và đến in lụa. In lụa thì các bạn nói nó đắt mắc rẻ gì, mỗi màu nó in khoảng độ là ví dụ mà mực rẻ thì nó có khoảng 100 đồng, còn in chi tiết lớn thì nó khoảng 300 đồng đấy. Hoặc là các bạn in nhiều màu đi, nhưng mà nó trong cái màu đó sẽ có những cái hình lớn và những cái hình pin bằng bóng tí tí, nên chi phí nó cũng là rất là rẻ luôn, nó không hết bao nhiêu cả. Còn ví dụ in số lượng lớn thì cái công người ta làm nó nhanh, những người in bằng cử nó rất là nhanh, và thuê người làm thì tính ra nó lại là rẻ nhất đấy. Ở Sài Gòn làm in một màu nhận in có 500 đồng một màu đấy, nhận in luôn 500 đồng một màu. Trong khi đó tùy, nếu ở đây có những khi một màu tôi phải nhận đến 6-7 ngàn ở Đà Nẵng. Cái đó là linh động vì số lượng và tùy vị khách của chúng ta và độ khó của hình nữa đấy. Rồi phù hợp với chúng ta thì chúng ta làm, mà không phù hợp thì tôi bỏ thôi, phải thôi. Chứ không bây giờ so sánh tôi làm 6 ngàn với Sài Gòn làm có 500 thì tôi bỏ tay rồi, tôi đâu có làm được 500, không bao giờ, và có thể là đến già luôn tôi cũng không bao giờ làm được màu 500, đến già luôn, đến khi nào bỏ nghề nát luôn, không bao giờ tôi làm 500 đồng nữa. Đó là 1 ngàn cũng chưa chắc, không có, sợ nghi là không có, nghi là không có đấy. Rồi còn điều kiện của xưởng thì trong 4 cái này, nếu như các bạn không có, nếu như mà các bạn có 2 cái này không có 2 cái này thì các bạn phải đặt thôi. Nhưng mà trong cái điều kiện là các bạn đặt thì có trong vòng 2-3 ngày có đủ không, giao hàng có kịp không, nếu mà kịp thì các bạn đặt ở xa được, còn nếu không thì các bạn sẽ phải bỏ qua những hình thức này để dần dần tiến đến một cái cuối cùng, đó là mang lại tiền cho các bạn thôi đó, chứ còn không thể so sánh được đấy. Thì ví dụ như là ok, ví dụ tôi có cái hình này, ok, nếu như các bạn đưa cái hình này ra để so sánh, các bạn để xem các bạn thấy rõ không, rất là nhiều màu để mà in được lụa ra cái hình này cũng là một cái bài toán cực kỳ khó. Nếu số lượng ít là không làm được nha, số lượng ít là không làm được đấy. Và số lượng nhiều thì đấy, xưởng lớn thì làm được, xưởng nhỏ in cái này cũng căng đấy, làm khung làm đồ in rất là phê đấy. Và một cái hình này in truyền nhiệt mà áo cô tao ra 100 lại rồi đúng không ạ, in truyền nhiệt cái này lên những cái dòng vải mà theo mình in truyền nhiệt mà thun lạnh poly với lại là bị su pha thì có thể ổn, nhưng mà khách cũng không thích cái đó nóng quá. Còn đề can hình này cũng nhiều tiền đó các bạn ạ, đấy cũng nhiều tiền chứ không rẻ đâu đấy. Thì chi phí của nó là khoảng độ là bên này 6 thì bên này 4 đúng không ạ, bên này 6 thì bên này 4. Nó đắt ở cái chỗ là, một là bởi vì cái chi phí đề can, hai là cái chi phí nó là đề can, đó là chi phí về nhân công, về những cái gỡ những chi tiết, ví dụ mà những cái chi tiết nhỏ chấm, để tôi nói các bạn cái này rồi. Thằng đề can nó có làm được cái này không, thằng đề can nó không thể làm được cái này, nó làm được nhưng mà nó làm, nó công của nó, tiền công của nó rất là cao, những cái này là lạ luôn, những cái tí trong này làm sao mà máy làm sao chịu nổi đúng không ạ, đó là nó không thể mà ăn được cái này, nó không thể làm được cái này đấy. Nó cắt khi nào nó xong chừng này, nó bế khi nào nó xong, với là bế xong thì gỡ ra khi nào nó xong, rồi một hình 100 ngàn có làm được không đấy. Đó là chúng ta so sánh về cái sự đa nhiệm của nó trong cái đề can hay là pet để mà chúng ta làm đấy. Còn nó, nếu mà các bạn muốn so sánh kỹ về nên đầu tư máy pet hay đề can thì mình xin được làm một cái video khác luôn cho các bạn về cái chi phí sản xuất, chi phí kinh doanh và chi phí vận hành nó đấy, đầu tư và khi nào lại vốn được nó thì chúng ta sẽ làm cái điều này nha. Chúng ta sẽ làm điều này, hoặc là nếu khó quá thì tôi sẽ hỏi những người đã làm tốt những cái này rồi, họ sẽ so sánh được và tôi sẽ nói lại các bạn đấy. Còn nói về bây giờ so sánh về cái độ đẹp
so sánh về cái đồ đẹp thì mình thấy thằng nào cũng đẹp cả, thằng nào cũng đẹp cả, nhưng mà mỗi cái nó đẹp mỗi cái riêng đấy. Cái này cho một cái bề mặt phẳng cực kỳ tuyệt vời, cái này cũng vậy và cái này cũng vậy, nhưng cái này khi các bạn in chồng từng màu lên nó sẽ cho cái độ lồi lõm khác nhau, lồi lõm khác nhau. Ví dụ như là các bạn in chồng nhiều màu vàng hoặc màu trắng, các bạn in 2-3 lần cái nếp G này nổi lên, nếu các bạn không ép nhiệt thì nó sẽ không ép, nó phẳng lại thì là các bạn sẽ có một cái điểm G thế này. Nhưng mà cái màu sắc của nó rất là tươi, in lụa màu sắc rất là tươi, rất là thích đấy, rất là thích. Đồ bền thì thằng này phải nói là ok rồi, nhưng mà độ đẹp thì này thằng này phải thua thằng này. Thằng này chúng ta in lên giấy phải chuyển qua thì nó phải mờ hơn cái mấy thằng này rồi, đúng không ạ? Còn thằng này cũng là máy in trực tiếp, nhưng trong quá trình ép nhiệt thì nó cũng bị gì, bị nhiễm màu và bị ám màu một tí, gọi là bị xém đi, bị cháy đi, nó không còn giữ cái độ tươi của một cái. Đây là cái áo in pet nha, sau lưng cũng là in pet luôn. Như vậy thì các bạn cũng thấy là hai thằng này tự tự như nhau, nhưng thằng này mềm hơn đấy, sờ thích hơn thì gọi là nó đẹp hơn. Tuy nhiên nói về cái độ trắng, nếu như bạn ép ở một nhiệt độ cao hoặc là cái áo nhiễm màu thằng đề cao, nó khả năng là tốt hơn là pet một tí. Và nếu mà nếu như một cái áo mà nó nhiễm màu, ví dụ nha, một cái áo in chuyển nhiệt, ví dụ áo thể thao, áo in chuyển nhiệt, ví dụ màu đỏ đô đi, sau đó các bạn lấy cái thằng này để can này, hai thằng này ép lên cái thằng chuyển nhiệt đấy thì nó sẽ nhiễm màu đấy, nó sẽ chiếm màu, và tất nhiên thằng này thua thằng này một tí. Nhưng ở một cái điều kiện khác thì thằng pet nó lại vượt trội hơn thằng mình can, nó còn vượt trội hơn cả về chi phí và độ bền. Tôi cho rằng hai thằng này như nhau đấy, độ bền của thằng này là số 1, độ bền của thằng chuyển nhiệt là số 1, được chưa? Đấy, thằng in lụa cũng là chưa ăn thua gì đâu. Đấy, thằng in lụa nếu như mà mua nguồn nguyên vật liệu tốt, hay là nguyên vật liệu tốt thì chi phí cũng nhiều, lằng nhằng nhiều thứ, các bạn in rất là nhiều. Đấy, lớp phủ, lớp keo, rồi là tăng bám, rồi là in hàng giống như hàng bán nhà Amazon, in cả mười mấy lần trên một cái áo thì chi phí không ít, đúng không ạ? Còn về đa nhiệm, về cái mức độ đa nhiệm này thì tôi cho rằng pet nó là số 1 đấy, thứ hai nó phải là đề can đấy. Đề can thì các bạn cũng phải chia ra được là đề can nhá, đề can cũng phải chia ra, đó là đề can mà đề can in áo quần đấy, in áo đá banh, rồi là in những cái loại một màu, hoặc là đề can mà bảy màu đấy, đề can bảy màu, hoặc là còn cái loại đề can mà chúng ta in lên đấy thì nó lại khác nữa đấy. So những cái bài so sánh như vậy cũng là khó đấy. Thì đề can, sau đó là chuyển nhiệt, thì tất nhiên là nó chỉ đáp ứng được cái một phần của cái dòng đó thôi đấy. Còn cái thằng in lụa này thì rất tuyệt vời, bởi vì là nó có thể in lên chất mọi chất liệu, in lên thực chất tên mọi chất liệu, nhưng mà khổ cái là in nhiều màu thì nó không có linh động, in nhiều màu cũng không linh động, in chi tiết cực kỳ nhỏ thì cũng không linh động được đấy. Thành ra là nó phải được xếp in lụa đấy, in lụa, và sau đó cuối cùng là in chuyển nhiệt đó. Thì đó là cái sự so sánh về cái tính đa nhiệm của nó. Thì theo tôi thì các bạn nên nghiên cứu, bây giờ nên nghiên cứu về cái chi phí, về cái điều kiện của mình, về cái độ đẹp, độ bền mà khách yêu cầu, đúng chưa? Chúng ta phải so sánh điều đầu tiên đó là về cái này là đầu tiên, nó khách đã chấp nhận được cái này rồi thì chúng ta phải xem xét cái điều kiện xưởng này, chúng ta xem xét cái điều kiện xưởng nó có ok không. Ok thì để cho mình linh động mà, đúng không ạ?
điều kiện xưởng nó ok thì mình mới có thể nghĩ đến việc là những chi phí này. Ví dụ tôi có cả, tôi có thể làm cả được, thì tôi sẽ trong cái điều kiện là tôi có cả thì tôi mới so sánh được là cái chi phí, đúng không ạ? Cái chi phí thì tôi mới lựa chọn cái thằng nào tôi làm chứ. Ví dụ cái thằng pet này, cái chi phí thằng pet này nó là ví dụ cái thằng pet này mà in những cái chấm nhỏ nhỏ đi ti đây đây thì nó làm tốt hơn, thì tôi sẽ lựa chọn pet đấy. Hoặc là những cái hình đề can mà nó in những cái tảng to đùng thế này này, những cái tảng to đùng hình vuông này này, nó chỉ in, nó làm một cái đường viền này, ở trong chỉ có một vài chấm chấm của thế, một cái vài cái hình in một in màu trong này và cắt một cái nền trắng thế này, thì làm đề can vẫn lợi hơn đấy. Nếu các bạn in pet mà các bạn làm cái hình này rất là tốn mực, không đơn giản đâu, một cái hình A3 rất là tốn mực để mà in cho nó trắng, thì in được cho thật trắng, các bạn tăng như độ trắng của pet, tức là khi có trong quá trình in mình tăng như độ trắng lên khoảng cao 80-90%, rồi là dùng cái mực tốt nữa, thì nó cũng không thua kém gì đâu. Trong cái đó nó rất là tốn kém về cái chi phí mực, thì thằng này chi phí mực nó rất là ít, mà cái chi phí gỡ đề can nó cũng rất là thấp. Chi phí gỡ nó là rất đơn giản, hình vuông mà gỡ luôn, thì thằng này nó sẽ khỏe hơn và tôi ưu tiên thằng này đấy. Như vậy thì rõ ràng là trong điều kiện xưởng ok thì mình chúng ta mới làm, còn điều kiện chúng ta không có, điều kiện xưởng của chúng ta không có được hai thằng này, cũng không thể nhập được đâu, về không kịp thời gian, không nhập về được, thì chúng ta phải gì, phải lựa chọn. Nếu thằng này không làm được nữa thì chúng ta phải lựa chọn là in lụa thôi, không có điều kiện, chúng ta không có, không thể làm được thì chúng ta phải lựa chọn là in lụa thôi đấy. Nếu không in lụa được thì chúng ta phải in chuyển nhiệt. Trước đây tôi in chuyển nhiệt lên xong rồi chúng tôi ép cái màng keo, ép keo vải để bắt đầu ủi lên đấy, cũng là một cái hình thức thay thế. Hoặc là nếu không có nữa thì những cái hình in mà 3D, những cái hình in 3D, hình tròn này, hình vuông này, rồi những cái hình đó thì các bạn có thể dùng cái con máy 3 triệu này, 3,2 triệu. Đó là in cái gọi là 3GZ. Đấy. Không ạ, đúng ạ. Chúng ta phải lựa chọn 3GZ để chúng ta làm. Không có 3GZ nữa thì chúng ta bỏ thôi, đúng không ạ? Bởi vì khó quá, 3D không in được. 3D không in được, lỗi thì thôi, được có 5-7 cái không làm được. Đấy. Xưởng của mình không phải là xưởng in có tắc kê để mà in giống như là in số lượng người ta in lớn thì đâu có in tam được đâu, phải bỏ thôi, đúng không ạ? Dạy cái khác là đấy. Thì nếu chúng ta có tất cả những cái dòng này, tất cả để chúng ta vận hành thì nó rất là ok. Tuy nhiên hiện tại thì các bạn không nhất thiết phải đầu tư hết những thứ này để mà làm thế này. Các bạn hãy lựa chọn một đơn vị cung cấp cho bạn tất cả những thứ này và liệt kê danh mục sản phẩm ra. Ví dụ sản phẩm chúng ta A, B, C, D, E, F. Rồi, ông này thì lên ông này này, ông này lên ông này này, ông này xuống ông này này, ông này đấy, ông này là anh A cung cấp này, anh này là anh B cung cấp này, thì chúng ta chỉ cần khách hàng đổ vào thì chúng ta chỉ cần lựa chọn như thế này thôi. Đây là cách làm tốt, giống như là dropship hàng của dạng là bán hàng trên Amazon hay là bán hàng trên Shopee, tất cả đều giống như nhau cả. Đấy, thì tất cả chúng ta sẽ phải có một cái danh sách như thế này để làm. Đấy. Thì còn về các bạn muốn đầu tư tất cả những thứ này thì so sánh cái chi phí như này thì sẽ có một video khác mình sẽ up lên để so sánh tất cả những thứ này và mình nói cho các bạn rõ về cái, có thời gian thì nói rõ về cái ưu nhược điểm của nó đấy. Còn ở đây thì mình nói là sự phù hợp và hướng dẫn cho bạn cái cách để mà tính ra, so sánh các bạn hiểu được mọi vấn đề, để các bạn lập cho mình một cái kế hoạch như thế này, gọi là kế hoạch từ cách, đây là của khách hàng này. Thì ở đây nữa là cái bí mật của chúng ta, để chúng ta đây mới là bí mật. Đấy, bí mật đây gọi là cái gì? Đây gọi là cái sơ đồ làm việc của chúng ta. Đấy, mô hình, cái cách vận hành của chúng ta. Đây là toàn bộ tài nguyên của ta. Tôi cho rằng tất cả không có gì cả là bí mật nếu như chúng ta
chúng ta cứ nói hết ra tất cả những gì chúng ta có. Đấy. Thì các bạn, tôi có một cái điều mà tôi thấy buồn cười nhất, đó là rất nhiều người cứ hay hoặc là thích chia sẻ những cái mối hàng, những cái tùm lum, những cái tài sản của công ty, đó chính là cái gì? Đó là cái quy trình vận hành của nó. Đấy, cái quy trình vận hành. Đây thì chúng ta sẽ nói rõ về, tôi sẽ xóa cái này, nói với các bạn về một chút về cái quy trình vận hành. Đấy. Thì trước đây nhiều bạn đã học và đã làm tốt và bây giờ cạnh tranh lại ở những người trước luôn. Thì lâu giờ mình không có dạy nữa, nhưng một số bạn vẫn nhiệt tình cứ hỏi han và quan tâm đến người đã từng hướng dẫn các bạn những cái ngày đầu tiên. Đấy, thì các bạn, tôi sẽ nói với các bạn về cái, nói rõ về điều này, đó là cái quy trình vận hành. Đấy. Quy trình vận hành. Hay làm được cái này thì người đó thành công. Đó, vận hành. Tôi thì từ chữ 6 rồi. Đây mới là cái yếu tố quan trọng nhất mà có thể nó rất là dài. Phải nói nếu nói thật nó rất là dài luôn. Nếu mà so sánh là cái này. Đây là cái tài sản. Tài sản quan trọng nhất luôn, tài sản quan trọng nhất mà nhiều người cứ để sơ hở và không làm rõ việc này. Đấy. Khả năng là mình phải làm một video khác về cái này. Vì nó sẽ mất khoảng độ 5 đến 10, ít nhất là 5 đến 10 phút. Ít nhất là 10 phút. Như vậy thì không có thể dài như vậy được. Nha. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại bạn một cái video khác về cái này. Và một video khác về cái so sánh này. Ok không ạ?